Thưa quý vị và các bạn, bây giờ sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục câu chuyện buổi sáng của chúng tôi ngày hôm nay. Cách đây 10 năm, 20 năm hay là lâu hơn nữa, trong mỗi gia đình Việt bao giờ cũng phải có ít nhất một quyển lịch blog. Không chỉ để xem ngày tháng qua đi mà trong mỗi một trang lịch blog còn chứa đựng nhiều thông tin khác ý nghĩa với cuộc sống hàng ngày. Bởi thế mà mỗi lần sắp hết năm, lịch blog là một trong những mặt hàng không thể không mua. Tuy nhiên, trong một vài năm trở lại đây, lịch blog thường xuyên rơi vào tình trạng ế ẩm. Về ế ẩm của một mặt hàng có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng ẩn sau tình trạng ế ẩm của lịch blog lại là một câu chuyện khác về sự thay đổi thói quen của người Việt Nam giữa thời công nghệ số. Dù chỉ còn ít ngày nữa thôi là sẽ bước sang năm 2013, nhưng gia đình chị Vũ Thúy Vân ở Sa La, Hà Đông, Hà Nội dự định là sẽ không mua lịch blog. Thói quen này cũng đã có từ một vài năm trở lại đây. Hiện nay thì do cái công việc của mình nó cũng rất là chiếm nhiều thời gian, mà cái việc sử dụng máy tính cũng như là những cái thiết bị di động hỗ trợ thì nó cũng rất là phổ biến rồi, thì những cái việc mà xem lịch hay xem thời gian thì mình hay sử dụng ví dụ như máy tính và điện thoại. Về cái việc lịch blog thì bây giờ nó cũng không thông dụng lắm, thì do đó thì mình cũng ít sử dụng cái loại hình lịch đó. Trên mỗi trang lịch blog, ngoài những thông tin về ngày tháng dương lịch, còn có thông tin khác như ngày âm lịch, thời tiết, ngày giờ tính theo âm lịch và cả những câu châm ngôn răn dạy để con người ta sống tốt hơn. Tuy nhiên, thói quen sử dụng lịch blog giờ đây trở nên xa lạ với hầu hết người Việt trẻ. Và nếu có, thì nhu cầu sử dụng của họ phần lớn cũng chỉ dừng lại ở mức xem ngày tháng dương lịch hay âm lịch. Trong những cái lịch blog đấy thì thỉnh thoảng là mình cũng xem, nhưng mà cái quan tâm nhất của mình là thường hay là lịch âm. Còn ví dụ như thời tiết hay là những cái mà thông tin khác thì mình cũng ít hơn, vì mình chỉ đọc thoáng qua chứ không quan tâm nhiều lắm đối với những cái thông tin khác ngoài cái lịch âm hoặc lịch dương. Có một thực tế khác nữa là hiện nay nhiều hộ gia đình vẫn giữ thói quen mua blog về treo. Tuy nhiên, mục đích chính của nó lại chỉ để trang trí. Và khi người Việt đã không còn mặn mà với việc mua hay sử dụng lịch blog, thì việc thị trường lịch ảm đạm mỗi dịp cuối năm là điều dễ hiểu. Theo khảo sát, các loại lịch 2013 được bày bán khá đa dạng về chủng loại, mẫu mã, kiểu dáng với nhiều sản phẩm thiết kế mới như lịch blog dáng dài, blog hình thần tài, hình đèn lồng, bìa lịch giả gỗ, giả ngọc với màu sắc rất bắt mắt. Và giá cả cũng chỉ tương đương với thời điểm năm ngoái, thậm chí còn giảm giá từ 10 đến 15%. Tuy nhiên, khách đến mua rất thừa thớt. Chắc là nó cũng theo thời cuộc thôi. Thứ nhất là do khủng hoảng kinh tế, thứ hai là bây giờ thì mọi người còn đang chăm chỉ kiếm tiền. Bao giờ Việt Nam mình bây giờ là kể cả cái Tết cũng thế, bắt đầu cứ sát đến ngày cận kề bắt đầu người ta mới đi mua vào. Tuy nhiên, nếu xét từ góc độ văn hóa, việc nhiều người trẻ chỉ sử dụng máy tính hay điện thoại để xem ngày dương lịch mà không thực sự quan tâm đến các chi tiết khác đi kèm theo lịch blog như lịch âm lại là một điều đáng lo ngại. Tại sao lại không quan tâm? Thì đấy lại là một câu hỏi mà họ phải trả lời đấy. Không quan tâm thì họ thiếu vắng đi cái tinh thần dân tộc ấy, thiếu vắng đi một cái ứng xử đối với văn hóa dân tộc. Bởi vì trong văn hóa dân tộc nó có cách tính toán về lịch âm dương và nó có những cái ngày hội. Không chỉ có thói quen sử dụng lịch blog, mà hiện nay còn rất nhiều thói quen, tục lệ truyền thống như mua sắm, cúng bái, thăm viếng tảo mộ cũng đang dần bị thay thế bởi các dịch vụ online. Nếu nhìn từ góc độ tích cực, thì những dịch vụ này đang giúp cho người dùng tiết kiệm được quỹ thời gian đáng kể. Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ truyền thống, công nghệ số đang làm mất dần đi những nét đẹp, đặc trưng trong truyền thống dân tộc. Bởi vậy, làm sao để vừa giữ những thói quen, truyền thống của dân tộc giữa thời công nghệ bùng nổ như hiện nay phụ thuộc hoàn toàn vào quan niệm và thói quen của mỗi người.